Đây là ba chậu xương rồng mình vừa mới trồng xong đó. Nói vậy thôi chứ mình muốn tái chế ba cái nắp này với trước cắt ra để làm hộp bút còn dư đây này. Mấy cái chậu này mình có thể trang trí theo ý muốn. Nói chung là mình có gì thì mình trang trí vậy thôi chứ mình không quá tập trung vào việc trang trí chậu. Những bạn nào làm ở văn phòng mà không có thời gian để chăm sóc cây hoặc là tưới cây thì mình có thể làm một cái chậu xương rồng. Mình đặt ở cái bàn làm việc vừa là để trang trí mà vừa để cho cái môi trường làm việc mình có thêm một màu xanh cho mát mắt. Đây là mình nói các bạn vậy thôi chứ nhà mình thì mình cũng không cần màu xanh đâu bởi vì tất cả khắp nơi đều là màu xanh lá hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái bìa này ha, chúng sẽ tạo hình cây xương rồng. Chúng ta cắt thì như thế này. Và để cho nó đều thì chúng ta nên can nó lên một cái tấm bìa và cắt từng cánh như thế này. Hơi mất thời gian thôi nhưng mà nó đẹp. Mỗi một cánh như vậy mình sẽ gấp làm đôi như thế này nhé. Hình dáng của cây xương rồng là do bạn vẽ nha. Ngay từ đầu mình vẽ nào mình can ra như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ lấy keo. Mình chét lên một mặt như thế này và mình dán tất cả các cái miếng nó lại với nhau. Cái cây xương rồng này của mình hình dạng giống như là cái khinh khí cầu á. Rồi sau khi mình dán hết lại thì mình sẽ dính chúng tròn lại với nhau thế này. Thế là mình đã có quả một quả xương rồng rồi đó. Giờ muốn được cây xương rồng nở hoa thì gắn một bông hoa lên đầu và trồng mấy cây đó là tùy các bạn. Ở đây thì mình sẽ chét keo và cắt giấy trắng vào làm giống như là mình rắc sỏi đó. Cho cái chậu xương rồng mình nó nổi lên. Rồi xong rồi ha, mình sẽ làm tiếp chậu thứ hai. Cái này là mình thử làm bằng giấy nhúng xem sao. Mình cũng tự cắt khuôn ha, sau đó là mình cũng can lên giấy nhúng như thế này. Cũng không có gì khó, chúng ta sẽ làm giống như lúc nãy thôi. Mà cần lưu ý là giấy nhúng lúc mình gấp đôi thì mình lấy cái thước mình chặn ở giữa này, mình sẽ gấp dễ hơn này. Còn những cái này là cái cánh nhỏ, mình làm trước những cánh nhỏ mình cũng dán y chang giống lúc nãy. Và mình sẽ lấy một cái dây thép, mình xỏ vào đây. Đó, vậy là mình sẽ làm hai cục như thế này. Rồi cái lớn thì mình cũng làm y chang vậy, mình sẽ dán từng cánh lại với nhau. Dán khoảng 3 cánh thì mình sẽ ngưng lại. Mình sẽ lấy cái cục xương rồng nhỏ nhỏ kia kìa. Mình dán lên như thế này rồi mình dán đè cái miếng cánh kia lên. Và làm như thế 3 cánh sau thì mình cũng làm như vậy. Mình gắn, thế là mình đã có hai cái cục xương rồng giống như là cái xương rồng lớn nó mọc ra hai cái xương rồng nhỏ. Cái chậu này nhìn nó hơi trơn nên là mình xé cái hộp chân giấy này mình dán lên và đó, sau đó là mình sơn màu trắng. Rồi sau đó là mình sẽ trồng xương rồng vào đây. Bây giờ mình sẽ làm một loại xương rồng khác. Mình sẽ can cái hình cái cây xương rồng này đó, mình sẽ cắt ở dưới đít và cắt ở trên đầu. Sau đó là mình sẽ dùng cái kéo mình bấm tỉa giống như là những cái xương rồng nhọn nhọn ra này. Rồi mình lồng hai cái lại với nhau là mình có một cây xương rồng rồi đó. Hình dạng cây xương rồng này là do mình tự vẽ nha. Mình vẽ ra xong rồi mình tự can thêm một cây nữa. Sau đó là mình bấm vào trên đầu và bấm vào phía dưới đuôi, mình lồng vào là thành một cây xương rồng. Nếu như không có màu bạn thích thì bạn có thể dùng bút để tô màu. Vậy là xong rồi đó. Còn bây giờ mình sẽ làm cái kệ để cây xương rồng. Cái này là chỉ hướng dẫn phụ thôi. Nếu mà bạn nào không thích thì mình có thể không làm. Mình sẽ làm kệ 2 tầng. Rồi bây giờ thì đặt mấy chậu xương rồng lên. Thế là mình đã có mấy em xương rồng để trưng rồi.